Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần đến từ công ty Houston Home Investment. Và hôm nay thì chúng tôi có hai vị khách trẻ từ công ty Houston Home Investment. Trước hết là có anh Bảo Trần cũng như anh Johnny Huỳnh sẽ đến nói chuyện với chúng ta về đầu tư, về địa ốc. Một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nghe hoài nhưng mà lúc nào cũng có sự quan tâm, bởi vì ai có quan tâm tới nhà cửa, ai có quan tâm tới đầu tư thì chắc chắn rằng chương trình này sẽ không bao giờ cũ cả. Thì trong không khí của mùa lễ hội, chúng ta thấy Giáng sinh sắp tới rồi, năm mới sắp tới rồi, thì không biết rằng là xin hỏi Bảo Trần với là Johnny Huỳnh là lễ lại thì đồng hương chúng ta có còn quan tâm nhiều đến địa ốc mua nhà bán nhà không, hay là cũng tinh thần cũng đau xuống để lo nghĩ ăn lễ không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Hân Yên. Trước hết là Bảo kính chào quý khán giả của đài Bị Quen. Để trả lời câu hỏi của anh Hân Yên thì năm mới sắp đến thì mọi người cũng rất là hấm hức để lo cho cái Giáng sinh rồi cái tới là cái Tết Tết Tây nữa. Dạ. Nhưng mà mọi người đầu tư á, người ta đây là lúc mà người ta bắt đầu mua nhà. Dạ, mua nhà để chuẩn bị, để cho mướn, để chuẩn bị cho năm sau. Như là một số người nếu mà mình có tiền nhiều mà mình sợ bị trả thuế nhiều thì người ta bắt đầu lúc này là lúc người ta xài cái tiền đó để giảm thuế. Hóa ra là như vậy. Là hóa ra là cái giai đoạn này là giai đoạn mà có planning hết trơn. Có nghĩa là ai muốn giảm thuế, hạ thuế hay là mua nhà để chuẩn bị. Bởi vì thường thường người ta nói là mua nhà bây giờ hay bán nhà bây giờ, chứ còn nếu để tới hè đó thì trở lên nó cao, bởi vì người ta chuẩn bị cho thay trường đổi lớp vân vân, phải không? Dạ vâng. Thì nếu mà mua là những cái lúc này là dễ mua nhất. Thì kính thưa quý vị, thì quý vị xem chương trình này thì có lẽ là trong những cái ngày trung tuần tháng 12 và sắp qua Giáng sinh rồi, mùa lễ hội, thì một câu hỏi cho công ty Houston Home Investment của Johnny Huỳnh là trong năm vừa rồi thì tiếp trước hết hỏi Johnny Huỳnh trước đi. Là có gì qua một thời gian làm việc thì cảm thấy rằng là thú vị, cảm thấy là vui và thành công được những gì trong công ty Houston Home Investment? Dạ, cảm ơn anh Hưng Yên. Thì trước hết thì em Johnny Huỳnh, em kính chào quý vị khán giả. Thì cái sự hài lòng nhất của em trong công ty của vừa năm qua là tất cả những cái việc mà em công ty làm thì chủ yếu là để mà vừa lòng khách hàng của mình. Thì em rất là hài lòng khi mà thấy khách hàng mua nhà hoặc là bán nhà của họ và họ được giống như là lúc nào họ cũng được cái nụ cười hết. Họ giống như hài lòng về mà cái sản phẩm của em trao cho họ, giống như là giúp họ bán nhà rất là nhanh và mua cái căn nhà vừa túi tiền của những cái quý vị nữa. Như vậy thì họ người ta happy với Johnny Huỳnh là do giá rẻ hay là do nhà đẹp hay là do trên Johnny Huỳnh đẹp trai? Chắc cả ba quá nữa. Cái này nhưng mà không có đâu. Bởi vì không biết là happy vì chuyện gì, phải không ạ? Nếu quý vị nào với cô gái nào trẻ mua nhà thì còn lý do khác, còn quý vị nào mà mua nhà vì cái gì lợi thôi hay là gì thì bây giờ cho biết là vì cái lý do là giá hạ hay là vì lý do là vui vẻ, phục vụ tốt, hỏi tới đâu là đáp ứng tới đó. Hay là cái gì thì bây giờ nói rõ là cái hài lòng của khán giả trong năm vừa rồi đúc kết lại để mà anh em có cái sự học hỏi và cái sự rút cái bài học ra đó, thì đó là từ cái điểm gì mà làm cho khách hàng hài lòng? Dạ thì em thấy rằng là tất cả những khách hàng nói với em biết rằng là khi mà họ kiếm đến tụi em, họ cần hỏi cái gì hoặc là họ giống như là có thắc mắc gì về mà cái căn nhà của họ đang bán hoặc là họ đang muốn mua, họ gọi kiếm đến công ty của em thì tụi em luôn luôn sẵn sàng ở đó và trả lời những câu hỏi mà họ thắc mắc. Thì cái đó là cái điều mà em thấy là rất là tốt. Tại vì thực sự nếu mà anh mua nhà hay là giống như nguyện quý vị khán giả nào mà mua nhà hoặc bán nhà thì cái nhà rất là lớn, cái giá trị nó rất là lớn, và cái đó là cũng một cái gia đình của mình sau này mình ở nữa. Nên lỡ như có cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng phải, mình muốn biết cái câu trả lời của mình liền. Thì lúc đó thì trong công ty tụi em set up một cái way là khi mà khách gọi vô là sẽ bật máy liền, là không có thể miss. Nếu mà miss, ví dụ như mà nếu mà miss, tại vì số lượng khách nó gọi bây giờ gọi rất là nhiều, thì nếu mà miss thì em cũng sẽ gọi lại liền ngay lập tức khi mà em có thời gian nữa. Vâng. Dạ, đó là điều mà làm khách hàng happy. Nhưng mà riêng Hương Yên là gọi 2-3 lần cũng được hay 4 lần cũng được, miễn là giá hạ.
Dạ. Cái đó là cái mà cái này cũng thích. À, đó, cái này riêng mỗi người một sở thích. Nhưng Hưng Yên thì gọi một lần không được, hai lần, ba lần thì cùng lắm bốn lần. Sáng gọi không được, chiều gọi. Nhưng không biết là giá phải hạ. Bây giờ thì nó vui. Bây giờ hỏi qua Bảo Trần một chút, một cái người là kỳ cựu, coi như một người sáng lập ra một cái công ty này, thì qua một năm làm việc phục vụ trong vấn đề đầu tư và địa ốc thì báo cáo thật là lời nhiều. Tôi nói là bình dân vậy thôi, nhưng có nghĩa là vấn đề tài chính, vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Thì quý vị cũng biết là làm ăn thì phải có lời. Thì nhưng mà lời như thế nào thì quý vị cũng biết là Bảo rất là hãnh diện và rất là mừng là năm nay trong công ty có nhiều anh em có cái được đưa qua cái chương trình huấn luyện đặc biệt mà tốn kém rất là nhiều và mất là nhiều thời gian nữa. Nhưng mà có cái là sau cái chương trình huấn luyện đó thì mọi người đều có thể làm được việc nhiều hơn, tốt hơn và có cái nhìn xa hơn cho công ty trong tương lai. Thì đó là cái mà Bảo cảm thấy là cái gặt hái được trong năm. Cũng như là cái sự đầu tư. Dạ vâng, đầu tư. Dạ. Thì lời thì nói chung giống như là vừa đủ để mình có thể trang trải những cái vấn đề đó. Và thêm cái nữa là vào năm sau thì Bảo hy vọng là có sự ủng hộ của nhiều vị đồng hương ở ngoài đó sẽ có thể phát triển tốt và lớn hơn nữa. Thì như Johnny cũng sẽ là cái người mà giống như là nói về những cái chương trình mà chúng em đang kiếm những cái người nào đến để giúp cho công ty chúng em. Rồi, để Johnny sẽ trả lời, sẽ tiếp tục chia sẻ quý vị. Nhưng mà Bảo thì nói rằng là cái sự lời, cái sự thành công đó là cái sự đầu tư về vấn đề đi học hỏi training mọi nơi. Còn cũng có lời chúc chúc phải không? Dạ vâng. Lời chúc chúc này là khoảng đủ cho vợ đi chợ hay là cơm bữa qua ngày? Chắc cơm bữa qua ngày. Cái này là không được. Cái này cơm bữa qua ngày là đôi khi là đầu tư nhiều quá, không có được gọi là balance, phải không quý vị? Đôi khi đầu tư thật. Cái này chúng tôi nói thật là nghiêm túc ở chỗ rằng là chúng tôi thấy các anh em á đầu tư rất là nhiều mà đầu tư toàn những thứ hữu hình. Xin lỗi quý vị, đầu tư từ toàn những thứ vô hình không à. Chẳng hạn ví dụ các anh chị đầu tư một ngôi nhà, một cơ sở thương mại thì nó rất là hữu hình. Nhưng mà lại đầu tư thời giờ và tiền của cho những cái buổi đi học từ Canada, từ xứ này xứ kia mà gửi toàn bộ anh em đi học. Chúng tôi cho đó là một cái suy nghĩ cấp tiến và một cách làm mới ở của tất cả các em trẻ, các anh nhà kinh doanh trẻ mà chúng tôi cho rằng là chắc chắn rằng là qua cái sự training đầu tư đó sẽ có gặt hái được cái hữu hình. Đầu tư vô hình nhưng mà sẽ gặt hái được cái hữu hình. Chúng tôi cầu chúc cho công ty Houston Home Investment năm nay đầu tư đủ tiền lời để mà cơm cháo qua ngày. Nhưng mà sang năm rồi đó là bắt đầu là hoa ra trái, cứ thế là gặt. Dạ, nhớ. Thì để nói tới cái chuyện đó thì Johnny Huỳnh cho biết rằng là năm tới sẽ có một cái gì mới không, planning ra làm sao để mà chẳng hạn ví dụ như là có làm gì promotion gì cho khách hàng không, hay là cái gì có quà hay là debate cho khách hàng 1% 2%. Dạ thì hả, qua năm sau là hả công ty tụi em hả hiện tại bây giờ tụi em phát triển rất là nhanh. Và hả qua năm sau thì hả cũng có, em cũng cần là giống như là quý vị đồng hương mà có con em nào mà muốn học, bây giờ đang học realtor hoặc là đang làm realtor, rồi những ai mà muốn biết về mà địa ốc thêm á thì có thể vô mà hả giúp tụi em giống như là cùng nhau mà phát triển cái công ty của mình. Dạ, có nghĩa là muốn những cái người mà đã có bằng realtor nhưng chưa có kinh nghiệm cũng được vô training, hoặc là đã chưa có kinh nghiệm hoặc chưa có bằng. Hoặc chưa có bằng mà muốn học cái bằng realtor, hoặc là những người muốn chỉ làm việc trong office chẳng hạn, thì có những cái phần khác nhau để cho em giống như là quý vị có thể đóng góp cái tài sức của mình. Dạ. Được trả lương. Dạ vâng. Cái này hỏi thật. Chứ không có thiện nguyện nha. Không có volunteer mà quý vị. Dạ. Chúng tôi hỏi cho quý vị. Đúng. Nhưng mà chắc có lẽ rằng là hoạt động nhưng mà sẽ có cái tiền
lời lương theo cái hiệu quả của làm việc của mỗi người. Dạ, đúng rồi. Chúng tôi hỏi như vậy để mà rõ ràng, chứ không phải là quý vị đến là để mà bên nào volunteer cho bên nào cả, mà đó là một sự cộng tác để mà hai bên cùng có một cái kết quả chung. Quý vị chưa có kinh nghiệm, quý vị có bằng mà chưa làm việc giỏi, thì quý vị tới đây có cơ hội để học, để được training. Và bên này đó thì có phải bỏ sức ra training cho quý vị, thì quý vị có một đóng góp vào để cho cùng nhau làm việc để công ty trở thành lớn hơn. Chúng tôi cho đó là cái cách làm rất là tốt và rất là hay, mà chỉ có những người trẻ mới hay làm như vậy, chứ còn những người mặc những công ty cũ rồi thì cứ thế là cứ làm thôi, không có cái sự mở rộng theo cách đó. Thì ngoài cái đó thì năm mới thì Thư Bảo còn có cái gì không? Chẳng hạn như là mùa lễ này ai mua nhà cho bao nhiêu, giảm bao nhiêu tiền hay là gì? Chẳng có cái gì. Dạ vâng. Ok rồi, thì nếu mà chẳng anh Liên nói vậy thì trước tiên là trong công ty thì chúng em đang có những cái nhà ở như là ở Katy, ở Kingwood, một cái ở Sugarland và một cái ở Bel-Air. Và đang một cái Bel-Air là... Khoan, Bel-Air là ở chỗ nào? Là 77072 là gần ngay đường Guest. Oh, 77072 là khu Business, khu Bel-Air, khu Wilres, khu đường Cook rồi này kia. Dạ vâng, dạ vâng, dạ. Thì rất là gần ở đây, cách đài Bi Quan chừng có 5 phút thôi. Thì những căn nhà này nếu mà quý vị muốn mua nhà trong cái dịp này thì liên lạc anh em chúng tôi, số điện thoại ở trên màn hình. Và tất nhiên là sẽ có cái giá mà đặc biệt cho quý vị. Trang, em nói thử, ví dụ cái nhà ở Bel-Air thì cái nhà đó khoảng price khoảng 155.000. Cái giá trị của cái khu đó đó, thì tụi em bán khoảng 135.000 cho những ai mà giống như là có thể muốn mua ngay lập tức bây giờ mà mua bằng cash. Wow. Dạ vâng, như vậy là xin Bảo và Johnny nhắc lại là có những căn nhà ở khu nào nè? Khu KD chỗ nào? Nó KD nó rộng lớn lắm. Nó gần Single Ranch. Dạ, gần rồi. Đó nha. Rồi ở bên Spring nữa, quên một cái Spring. Ở Spring thì tụi em có một cái nó gần ngay khu Glen, trường học Glen. Rồi ở Kingwood, Kingwood thì quý vị biết là nó 59 xuống. Rồi một cái ở Sugarland, Sugarland cách đây cũng 15 phút mà chứ không phải Sugarland. Sugarland là 59 đi xuống thì gần đây, tiện vô cùng. Dạ vâng. Rồi một cái ở Bel-Air, Bel-Air thì cách đài BWN mình khoảng 5 phút. Dạ vâng, đó là một số căn nhà. Xin hỏi một cái hơi tò mò, mấy căn nhà to bự thiệt bự bán được chưa? Dạ bán hầu hết rồi, còn một căn. Kính thưa quý vị, là cái chúng tôi nhớ lần trước là có những căn nhà bự quá, chúng tôi mới nói rằng là Bảo ơi, sao cứ đầu tư những căn nhà bự thế này thì rất ít cái người mà có nghĩa thị trường nó thu hẹp lại đó quý vị. Chẳng hạn nhà 200.000, 180.000, 170.000 thì cái thị trường nó rộng ra. Mà cái nhà 500.000-700.000 thì đương nhiên chỉ có người giàu người ta mua, mà người làm việc công việc ổn định mới mua. Mà như thế thì nó thu hẹp lại. Thu hẹp lại sẽ là khó bán, mà khó bán thì tồn động vốn. Nhưng mà bán hết rồi. Dạ vâng, nhà to như anh nói là bán hết. Có những cái căn có căn mà gần đây bán 300.000 mà bị người ta giống như là mấy cái ngày cuối cùng người ta không có được qualify nên phải release lại, nhưng mà rất là nhiều coi trong vòng 2-3 ngày release, rất là nhiều người coi và có người sẽ gửi offer trong Johnny Huỳnh là cái người mà hay tiếp xúc với những người mua đó phải không? Dạ cũng là một rồi, một số. Như vậy một số như vậy thì cái điều gì mà Johnny Huỳnh học được mà tại sao mà những căn nhà mà nhiều tiền như thế mà cũng phải giá trị như thế mà công ty bán được, thì rút ra một cái điều gì trong cái sự mà giao tiếp, trong cái sự phục vụ cũng như là quyết định giá cũng như là mọi thứ mà để có thể mà bán được những căn nhà lớn như thế? Dạ, dạ cảm ơn anh. Thì được em thấy được nhất á của em á là hả, tụi em khi mà một cái căn nhà em bán á là những cái đồ dụng cụ đồ này nọ và những cái mà sửa chữa đồ, tất cả những cái mọi thứ trong đó tụi em đều take care, tụi em sửa giống như là sửa cho tốt, mới và tốt để cho hả ơi những cái người sau này khi mà ta mua căn nhà từ của công ty tụi em ra là nó đều mới, đều tốt và không có cần mà phải sửa chữa gì thêm nữa hết. Giống như là hả ví dụ như mình bị foundation hay là mình bị sơn đồ này nọ hay tụi em cũng lo cho hết luôn để mà cho những cái hả thân chủ sau này người ta mua view nhà họ không có cần thêm mà làm giống như là đau đầu thêm nữa. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hả tụi em giống như giải quyết hả những cái mọi vấn đề, ví dụ như là những cái câu hỏi gì họ cứ cần hỏi về mà cái căn nhà tụi em luôn luôn á hả cho những họ giống như là câu trả lời một cái bằng chứng nữa. Chứ không có phải là hả chỉ là mình nói thôi. Mình có đều mình cứ phải có nói mà cũng phải có bằng chứng nữa. Nhưng mà hỏi thêm một cái hai điểm mà hỏi cũng hơi khó đấy. Dạ. Bây giờ là đầu tư cái gì cũng đẹp hết. Dạ. Coi như là ready to moving.
cái gì cũng đẹp. Tăng giá tiền lên sao? Dạ không. Cái này là rất là quan trọng. Dạ. Bởi vì chúng tôi đi mua nhà hay chúng tôi đi coi nhà, cá nhân Hương yên tâm lý thôi. Nếu mà sửa cho đẹp thì đương nhiên tiền nhiều. Dạ vâng. Đúng không ạ? Dạ đúng. Tiền nhiều sửa là chẳng hạn granite rồi làm cho đẹp lên thì đương nhiên cái nhà độn giá lên thì đương nhiên phải đẹp thôi. Vậy bây giờ quan trọng nhất là cái công ty phải giải quyết như thế nào là vẫn đẹp nhưng mà giá cả vẫn thấp, vẫn vừa phải chấp nhận được. Đó là cái bài toán rất khó thì công ty giải quyết thế nào. Dạ vâng, cảm ơn Hình Yên. Thì quý vị cũng biết là công ty Houston Home Investment luôn mua nhà mà giá sỉ. Tụi em mua, nhiều lúc em mua cái package nhiều căn giá đặc biệt, hoặc là tụi em mua gọi là wholesale deal thì cái giá của tụi em rất là đặc biệt. Tụi em giống như là mua pre foreclosure, mua những nhà distressed property á, nên cái giá tụi em nó không phải là giá thị trường, nó giá thấp. Tụi em mua cash close nhanh, tụi em sửa chữa lại, tụi em có cái đội ngũ riêng của mình để sửa chữa theo giống như là giảm bớt cái chi phí. Dạ vâng, vì mình làm nhiều quá rồi nên cái giá thành nó phải theo cái ý của mình hết. Có nghĩa mình có contract với những cái người construction. Dạ vâng. Dạ đúng. Rồi sau đó đó là khi mà sửa xong này nó bán ra, thì khi mà bán ra quý vị được cái discount của tụi em. Nên nếu mà tụi em sửa rất là đẹp nhưng mà đối với những cái nhà trong cái khu vực đó quý vị vẫn là rẻ hơn. gọi là ăn ít nào lâu. Dạ vâng. cái đó thì là do công ty của tụi em á hả, làm những cái thứ đó, giống như là tụi em mua những căn nhà vô và sửa chữa đồ này nọ, thì tụi em lo làm thế nào để mà cho khách hàng, khi mà khách hàng vô căn nhà đó, khách hàng trả tiền ít hơn nhưng mà được cái căn nhà trị giá cao hơn. Vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi phải nói rằng là khi mà mua một căn nhà đó, không gì sướng bằng khi mà chúng ta khỏi phải sửa chữa gì cả. Nếu mà quý vị nào mà giỏi về xây dựng, giỏi về sửa chữa thì mua cái nhà hư hỏng rồi về sửa thì cái đó thì không nói. Nhưng mà tâm lý chung thì mua cái nhà nào phải sẵn sàng để chúng ta ở thôi, mà lại được giá rẻ bởi vì công ty có một cái đội ngũ gọi là thợ để mà hợp đồng trước rồi, và cái giá tiền đó nó thấp cho nên công ty gọi là khách hàng hưởng lợi được cái giá thấp. Nhưng mà cái này hơi tò mò một chút, xin hỏi Bảo với Johnny Huỳnh, đó là cái nguồn khách hàng của mình, của công ty đến là từ đâu? Người giới thiệu hay là quảng cáo trên BWAN TV nghe được khán giả tới, hay là như thế nào? Cái nguồn khách đó là từ đâu để mà mình có được nguồn khách như vậy? Dạ vâng, cảm ơn anh Hân Yên rất là nhiều. Thì nguồn khách của công ty chúng em là nói chung là trước tiên là những cái người khách mà của cộng đồng người Việt mình thì giới thiệu. Dạ, giới thiệu và lẫn nhau, với lại tất nhiên là qua đài BWAN cũng có một số người biết đến công ty chúng em. Và ngoài ra thì cũng có bỏ trên MLS thì cũng có những người khách nước ngoài, người ta biết đến, người ta mua, rồi cũng người ta cũng giới thiệu người khác. Tại vì tụi em có rất là nhiều testimonial của những người mua và bán cho chúng em. Đó là những nguồn. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng gần hết giờ rồi đó. Thì một câu hỏi cho các anh đầu tư cũng như là nghiên cứu về thị trường địa ốc, thì có một chút dự đoán nào trong năm 2016 không? Tình hình địa ốc sẽ như thế nào? Căng thẳng hay là xuống, hay là quý vị nên mua đi chứ coi chừng tiền lãi suất tăng lên bây giờ, ví dụ như vậy. Thì sắp tới rồi thì bây giờ có một chút dự đoán chút cho đồng hương chúng ta có thêm một số thông tin, chưa chắc là đúng phải không quý vị, nhưng mà chúng ta có nhiều góc cạnh thông tin để chúng ta có thể dự đoán và quyết định năm tới chúng ta mua nhà, chúng ta đầu tư hay là chúng ta làm gì thì tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyên. Thì năm 2016 cũng là một cái năm mà giống như là sẽ có một số người cũng mua nhà để dự trữ, như Bảo thấy. Thì tại vì cái thành phố Houston mình á, thì bây giờ Bảo nói ở Houston thôi, không có nói là ở chung của toàn nước Mỹ. Thì có ở nước Mỹ á, thì sau mỗi lần sau khi một cái election là có thường có một cái sự biến động. Sau sự bầu cử đó. Dạ, dạ, là bầu cử là có một cái sự cái biến động. Nhưng mà đối với thành phố Houston mình ở đây á, thì quý vị biết là ở Houston mình á, là người mỗi một tháng người ta vào đây ở rất là đông, cũng gần 10.000 người dọn vào Houston. Thì người ta đoán trong 2020 thành phố Houston mình là sẽ giống như nó bự giống như là New York vậy đó, là có nhiều cái thứ nhất là việc làm rồi nó lớn rồi nó mạnh rồi nó giống như là anh biết là rất là nó thu hút được rất là nhiều cái công ty lớn nó đến đây. Thì có nghĩa là cái nhu cầu nhà ở cao. Dạ vâng. Em biết một số công ty ở bên Úc về gọi là funding company, là họ có cả vài trăm triệu đô la, họ cũng từ bên Úc đi qua bên Houston này để đầu tư. Wow. Dạ.
thì tụi em có việc mà giống như là làm việc với một cái người mà quen, giống như là đại diện cho một cái số người đó. Thì một số nước khác người ta cũng đến đây, bên Trung Đông cũng có người, cũng công ty, cũng những công ty mà đề ốc lớn đi qua đây hưu sinh đầu tư. Thì Bảo nghĩ là trong 2016 cũng là một cái năm phát triển cho cái ngành đề ốc ở hưu sinh mà. Một năm phát triển đầy triển vọng. Một quý vị có nhà thì chuẩn bị để dành để bán hay sao? Nếu mà quý vị có nhà thì quý vị có thể để dành cho mướn. Còn nếu không thôi thì nếu mà muốn mà bán mà được giá nhất thì nếu có thể để dành công ty ngày liên lạc công ty để bán được nhiều giờ. Dạ vâng, giá nhất. Và chúng tôi sẽ cho quý vị biết là cái giờ nào là cái giờ mà quan trọng để quý vị có thể bán. Dạ vâng. Như vậy là Johnny Huỳnh sẽ bận bịu trong năm mới 2016 chuẩn bị chưa? Dạ, dạ em chuẩn bị rồi, nhưng mà em cũng nói thêm nữa thì là những mà nhà mà ai mà trong gia đình có ai mà làm realtor có bằng hay chưa có bằng hay là muốn học hỏi gì mà đề ốc hơn á thì em khuyến khích là rằng là lên đi giống như là đến công ty của em và giống như là mình có thể giúp giúp nhau để mà phát triển cái công ty. Tại vì năm theo bảo nói thì anh thân nghi cũng thấy rằng là năm sau thì em rất là bận nên càng nhiều người vô giúp thì càng rất là tốt. Dạ vâng. Kính thưa quý vị là công ty sẽ có một cái đội ngũ và quý vị tham gia, quý vị sẽ được học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, và đương nhiên là qua cái chia sẻ kinh nghiệm đó quý vị làm việc và quý vị cũng sẽ thu được cái về vấn đề tài chính và lương bổng. Thì chúng tôi hết giờ rồi, thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi, và chúng tôi luôn luôn cầu chúc cho công ty Houston Home Investment sẽ tiếp tục được cộng đồng người Việt cũng như là những sắc dân khác tin tưởng, và các bạn trẻ sẽ tiếp tục cái con đường phục vụ và làm ăn phát tài, để mà trong chúng tôi mong sao trong cộng đồng chúng ta có nhiều những công ty, những doanh nghiệp mà thành công do những người trẻ, để mà tiếp nối các thế hệ cha anh. Cảm ơn Bảo Trần cũng như là cảm ơn Johnny Huỳnh. Và xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.